Morning everyone, coming back?
Okay, y'all ready for squat? Okay, one, okay. Okay, let's hop together. Okay, y'all ready? Let's hop in with me. Come on, alright? Let's go together. One, two, three. Ready? One. Two, 3 hours later, I just wanted to talk.
Yeah, so cái quy trình bọn cháu ăn bảy bước này là để cho cái người của cháu nó biết là cháu nước có ăn thì để cho cái người nó bơi kiểu các bác nó bơi tại là nó cái người của cháu nó biết là khoảng 2 tiếng sau thì là cháu ăn tiếp thì để cho nó bơi đi mà nhiều người họ ăn một bước hai bước này thì là cái người mình tuy nhiên là nếu mà mình mà ăn thì người nó biết là mình ăn thì người đó nó sẽ là cái mớ đầu vậy chứ mà để cho nó xài cho cái đường kiểu mời bạn đó đã qua chương trình mình bán một hai bước phải thì mình cũng chưa nói mà như là cháu đấy cháu thứ hai ba tiếng là cháu nói rồi cháu cũng nói hơn đó mà cháu ăn mỗi lần cháu ăn vậy mà ăn ít một bữa thôi đó thì nhiều người muốn ăn một bữa hai bữa thì mình mà chia ra ba bữa quan trọng nhất đấy là muốn the reason being is when you first wake up, you eat that breakfast, it tells your body that, hey, wake up, that's what we're doing. Đấy, như là cháu nói đấy, cái quan trọng nhất lắm là ăn buổi sáng. Mình mà ăn buổi sáng ấy, thì cái người mình nó mới dần, nó stop hơi. Đó, mình mà không ăn buổi sáng ấy, chắc có đây nhiều chắc mấy bác cũng để ý đấy. Mình mà không ăn buổi sáng ấy, tới 2 giờ rồi, cũng chưa nói được bảo. Đấy, rồi lát nữa là đồng chí đấy, theo thế quan trọng hơn là chu kỳ để sử dụng điện thoại. Hiểu rồi đấy. So that is the bậc thang that slows down. Yeah. So it's not about you. That's you right there. Exactly. Có nhiều người họ ăn ít hơn ít hơn mà họ không xuống cân được. Đó là vì như vậy đó. Đấy, thì một là ăn buổi sáng là quan trọng nhất. Two là từ đầu chuyển sang đến cuối của sáng. Mình ăn bớt đi mà sáng tốt cái mặt nó làm gì nước hoa nó sáng dễ cho cái mặt đúng rồi cái mặt loại cái nước uống cà phê ăn cái mặt đúng rồi rồi đúng lúc mà mình chưa nói là cái đấy là gớt đấy mình mà không thể nói thấy là việc hết sao thì rồi những món ăn được anh đi cùng anh quay trở lại với anh đi yeah rồi đến cả cái gì sao vậy so for those of you that isn't used to eating we don't have to wash yourself at first. So wash yourself at first and you can register after a week. You can pray for wash yourself. So mấy người mà không ăn được quê buổi sáng ấy thì mình phải tập một tuần mình ăn buổi sáng rồi sau khi một tuần đó lắm thì mình mà không ăn buổi sáng thì mình khỏi rồi đấy thì gọi là đã nghĩ là cái người mình nó thay đổi rồi.